Giờ mình sẽ đi ra một cái hệ thống shop gần nhà để mua một ít đồ. Ở đây này đi bộ tại vì nó gần. Nó ở phía bên kia. Nó có một cái hệ thống shop ở khu dân cư thì thỉnh thoảng lâu lâu nó có một số cái khu gọi là bán đồ tạp hóa. Dân ở đây, dân Việt mình ở đây gọi là đi đi ra shop Tàu. Đại khái là những cái shop nhỏ nhỏ nó bán đồ. Hôm nay thì mình đi ra ngoài đó chắc cũng vài trăm mét thôi. Nhà thì muốn đi chợ lớn nữa thì phải đi xe xe 2-3 cây gì thôi à, còn muốn đi ra trung tâm thành phố lớn nữa thì đi khoảng 10 cây. Ở đây cũng gần trung tâm Sensai rồi, cách xe lửa khoảng 1 km. Đây đi ra đi bộ ra xe lửa cũng được, ở đó xe bus đi cũng được. Ở đây nó có gần trạm xe bus nè. Wow, đây là ngôi nhà của một cái người Việt Nam. À, đẹp quá. Đi lại mua đồ. Đường phố thì định lúc nào nó cũng vắng vậy đó. Để chậm chờ xe bus. Đây phương tiện di chuyển chủ yếu là ô tô, không ai đi xe máy hết. Cũng có thỉnh thoảng gặp người ta đi xe máy giao hàng hoặc đi xe đạp thể dục. Nhà này đang xây dựng, bên kia cũng đang xây dựng. Ở đây đường phố của nó là có một cái lề cỏ, hẳn cỏ để trồng cây, rồi có một cái đường để đi bộ hoặc đạp xe, rồi tới cái hàng rào nhà người ta, rồi từ hàng rào là xây dựng là phải xích vô, nói xích vô phải chừa một cái sân chứ không có vụ mà xây ra hết. Trừ mấy cái của công cộng của chính phủ á, thì họ được làm gần gần kiểu vậy nè. Này là của chính phủ quản lý, đó là shop Tàu lần đó đó. Hay. Đây thì mình đi qua là mình cũng phải xin tín hiệu nha, chứ không phải muốn qua đường là qua đâu. Đó, bây giờ là mình đi được rồi đó. Thấy không? Xe phải ngược lại cho mình đi. Ở đây được có một cái là khu nào mà có buôn bán đồ này kia kia nọ là đều có chỗ để xe hết, cho nên tao mới lại tao mua. Đây thì họ đóng cửa sớm lắm. Mình đến một cái nhà quen quen mình mua. Giờ này là khoảng 6 giờ mấy rồi. Từ tháng 10 trở lên thì 6 giờ 7 giờ nó sáng trưng à. Đến tháng 11 12 thì khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ đêm mà nó vẫn còn sáng giống như mình 5 5 giờ chiều ở Việt Nam vậy. Ở đây đa phần là người Việt nha. Người Việt mình bán đồ ở đây. Hôm nay mình đi đây, đây là gọi là shop Tàu mà chẳng thấy Tàu nào hết, thấy Việt Nam không à. Thực phẩm Á Châu. Đấy, mình sẽ vô mình gặp người quen đây. Có một anh này là ảnh bán đồ ở đây. Đây. Hello, mình có cà rốt không anh? Dạ. Đấy.
Đây là một cái shop tạp hóa của Việt Nam mình, bán đủ thứ hết. Ở Việt Nam mình có cái gì thì là ở đây có cái đó đó nha. Mì, đồ gia vị, đây, bánh tráng. Thì giống như Việt Nam thôi. Đấy. Luôn mì Hảo Hảo luôn nè, đó. Chưa? Đủ thứ, nói chung rất là tiện lợi. Gọi là shop Tàu nhưng mà không thấy người Tàu, chắc có thể là ngày xưa sửa xưa là người Tàu họ thành lập. À. Em chồng chồng của chiếc là chỉ có em, ổng là Úc rồi mọi người. Ông Trung là Úc rồi mọi người. Nhưng mà ông Trung là nhà ổng có hai người, chị ổng với ổng mà đâu có em đâu. Mình thường mua đồ shop này. Giờ này thì người Việt người ta vẫn đi chợ đó. Nhờ mấy cái chậu nhỏ 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 này thì nó cũng tiện lợi. Thôi bây giờ go về. Ba củ cà rốt đồng mấy á? Cũng ba mấy ngàn á. À, gần 2 đồng. Ba củ cà rốt 2 đồng thì là nó là 32 ngàn tiền Việt Nam. Thôi à, giờ đi bộ về.